Chào các bác, ho cái chào các bác. Mưa các bác, hai phiên liền mưa giống nhau. Phiên này cũng vậy, vẫn có cây nhưng mà ít người đi, cũng ảm đạm lắm. Thôi cố gắng ra quay thì giá rổ thì tính sau, nhưng mà hưởng không khí chợ tí các bác nhá. Chứ 5 ngày đến 1 lần mà không ra thì buồn lắm. Mưa ra chứ. Ở đâu? Ngay sư huynh có cây gì? Đây à? Có cả cây này kìa. Đâu? Để xanh lắm điện đẹp. À, bao tiền đấy? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Giá đít. Giá đẹp nha. Điện đẹp chứ. Điện đẹp ấy. À, rồi, đẹp. Đấy, đủ, rất đủ. Đấy à? Vâng, ngồi trú mưa trong kia. Đủ chân, đủ tay, nắm điện xịt. Giá đẹp đấy, nhưng mà lại giao lưu chỉ giờ chợ thôi à, đúng không? Đâu, có mấy cái này, có cái này kia cuối. 3 triệu rưỡi. Mấy cái mưa mua 9 giờ đấy. Ai muốn thích thì yêu thì ra chợ lấy nhé. Không có giao dịch đến xa. Mệt. Đấy, các bác thông cảm nhiều khi ở chợ như vậy. Mà tôi quay thì tôi quay thượng đa số là ở chợ các bác. Nhiều các bác mới xem thì không biết đâu. Nhưng mà những cái video trước tôi đều rất nhiều lần hỏi số rồi. Thì có những hôm tôi không hỏi số thì các bác cũng hết sức thông cảm, xem lại những video cũ hoặc là một số anh em tôi không có xin số đâu. Một số anh em thì rất thân thiện thì có số, một số anh em thì người ta cũng không thích phim ảnh đâu, cho nên là cái đội quay phim lên về thì xin số là người ta không thích đâu. Đây mấy cây này của bác nào nữa, ổi yết, ổi yết cùng vùng đen này. Vùng đen thì có số hôm trước đấy, có bán cái ổi đấy, nhưng mà nay lại có cái ổi nữa, chả biết giá đâu. Ổi đây ổi uống nước bên kia. Cái ổi kinh nhỉ. Đấy, 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi à? 8 triệu rưỡi. Chả biết có đúng không? Đấy. Sáng nay họ đòi thế à? Xây cái cổng cho mới rồi. Lấy à, mới lấy về 8 triệu rưỡi à? Không, vào 8 triệu rưỡi là biết rồi. À. Ôi kệ, ông ngồi uống nước kia. Cái này xây cái cổng cho mà. Đây, cái này kinh à. Nhỉ? Cái này là cái kia, hai bên vào đây rồi. Cái này đắt hơn à? Cái này đắt hơn à? Cái này triệu 2. Triệu 2. Điên. Ừ. Chỉ được cái đâm điên. Đâm điên, được cái tán đẹp nhỉ. Đấy, tán led, tân ra. Đấy, các cụ chơi thích ạ. Mẹ, hai cái đường hổ cũng đẹp. Bắn, đặt chơi các thể loại luôn ạ. Đấy. Đây. Có người quan tâm ổi này. Ơ không cần gọi điện đây ạ. Tưởng thằng kia được gọi, đang ở công an gọi. Dòng này xuyên ổi mới rồi nhỉ? Chỉ thích ổi. Ổi đẹp mà. Nhưng lâu lắm mới kiếm cái ổi đẹp ấy. Giờ ổi khó kiếm ấy. Đẹp, đắt. Đỉnh quá nhỉ, vẫn cố gắng á. Đây. Đây, tao làm đây. Đây. Cái gì thấy chưa? Đấy. Liền thân rất hay nhé. Có nổ số luôn á, nổ số luôn. Đấy, nổ số cho anh em. 0981. 981. 83. 83. 78. 78. 98. 98. Vừa nãy thấy ông này ông bảo 8 triệu mấy cơ đúng không? Ơi. Vừa nãy ông gì này? Đâu, cái ổi này. Ừ. Ổi 5 triệu. Thế à? Ừ. Cái xi cũng 5 triệu. À đây, à hai cây này ông ơi, hai cây. Đây hai cây hôm nay mang 2 cây. Đấy, giá trời mưa đấy. Giá phiên trời mưa. Có xi này ác ấy nhỉ. Nuôi cho chậu to quá, không quả chậu to. Quái nhỉ. Quái. Nhiều kiểu trồng. Chú à, phải đi uống cà phê cho chú à? Vâng, vào nước đi. Làm cái ổi chơi. Tổ ra. Tổ thì tổ ngủ. Bên này nhẹ. Đang giá trời mưa đấy. Của cháu bao giá trời mưa đấy. Đã đứng không đi rồi. Nhèo, 5 triệu, 5 triệu.
Xi đây. Xi đèn đèn. Xì, 5 triệu. Da rất đen, anh da đen. Ghê chưa? Ngoài đang ngấm nước thì nặng phết đấy. Mưa, tăng mưa quá. Đúng một lúc là ướt hết đầu. Giờ mình cứ bán bảo quê thôi, đừng có bảo điên. Bởi vì toàn anh em cả bơi hiểu không? Điền thì còn có giá 4-5 triệu. Điền thì có mua được không? Mấy? Điền con đến về 18 củ. Con này quên. Không có chồng chuyển tiền. Kìa. Các người còn chuyển tiền. Kìa. Không bán được. Quê nhà quê. Đang có con tinh rồi còn ấy. Đấy, cây ổi hay. Cây này thì chả biết của ai, vẫn đang trú mưa đâu đó. Mong một mai này. Đi quay chỉ yếu hưởng cái văn hóa, cái không khí chợ quá ạ. Đi lâu hoặc là sinh hoạt cái gì nữa. Nó thường ngày nó là, nó thành lệ rồi thì nó là văn hóa các bác. Các bác mới xem thì thông cảm, nhiều lúc các bác xem các bác không có giá, không có thông tin, nó khó chịu. Người bán bảo là mua thì bán phải tiền. Bây giờ mình trình bày đến là không hiểu. Người bảo là đeo mất tiền là chưa làm được. Mưa ướt hết cả máy rồi các bác. Không đơn giản thì được cái đồng bạc nào đâu mà đi với phim các bác xem các bác. Nhiều khi các bác mắng mỏ nó không hay. Tất nhiên là xem thì mà không có thông tin nó khó chịu. Mà các bác hãy cố gắng xem nhiều. Không có ở video này nó sẽ có video khác các bác. Ngày nào cũng đưa cái cũng quay mà đưa cái số lên, ngày nào cũng hỏi lại, nó đi hỏi lại một người. Đấy, cái bộ lòng. Bộ lòng. Lòng. Xì. Hai cây. Ghét nhiều thân với nhau. Như cái lòng gà, như rồi chó. Mưa này anh nhớ rồi chó. Tôi đang có cái triển khai ở cục quan nhưng nó mưa quá. Cái đại đỏ này, hay cái đại đỏ các bạn nhìn thấy cái thân nó hơi có một màu sắc chút tím tím này. Đấy, cái tay lá của nó cũng hơi có màu màu nó khác đại ta nó trắng trắng xanh xanh. Đây, đây đại đỏ này. Đỏ quá hay. Chả biết của ai đâu, thấy bày đây. Đại của anh à? Ừ. Bao tiền anh? 2 triệu. Đại đỏ đấy nhỉ. Đại đỏ. Đại đỏ. Về tâm linh chút thì chơi đi ạ. Mai liễu rủ cái đại của Lê Minh Tuấn. Đây cái lá Nam Điền con này thì lá Nam Điền nó đẹp như này, lá nó rất là đẹp Nam Điền này. Thế còn thân cốt thì chúng ta suy nghĩ. Đây này chơi bóng thôi. Chú ấy lại múc được cái gì đây rồi? Cái đại kia 2 triệu. Người chơi chụp mở hàng chưa nhỉ? Chưa mở hàng đúng không? Chưa. Lấy đâu đấy con này nên lên chậu đẹp phết nhỉ? Đấy chuyển chậu đấy. Ừ. Cái này là... Hải không thích à? Hải không thích. Hải chơi chân bệnh.
lùn lực ấy. Thân cốt được rồi. Để nuôi rễ thì để nhanh nó, không? Đây nó là chiết. Cắt hạ ngọn một cây to rồi. Thì nó mới có cái khung to này. Giá thị trường anh em là bao nhiêu, trên mạng là biết là bao nhiêu đây? Giá là 5 củ. 5 củ. À 5 củ rưỡi mới cho cái chậu này vào 500 đấy. Giá chậu, giá chậu. Cả chậu là 5 củ. Bánh quẩy Hồ Tây không ngon bằng cả đây. Bánh quẩy Hồ Tây. Bánh quẩy giá hơn giữa chậu ra bán ạ. Đấy, rêu riết gặp mưa này hợp lý quá, rêu xanh đẹp. Ủa, ở ngoài luyện võ kinh nghiệm này. Lộ luyện võ này thì bao nhiêu anh? Tất cả xe máy luôn. Còn có 2 à? 2 triệu rưỡi. Cả bộ luôn này. Cả bộ, thế vậy. Đấy, chậu trên, chậu dưới. Cả bộ. Cái này. Ở đây 1.2 triệu. Xinh xắn, xinh xẻ. Yêu. Chậu cũng được. Này. Chậu tàu 1.2 triệu, đây là 2.5 triệu nhỉ? 2.5 triệu. Đấy, hôm nay có hòn đá đỏ đá quý này. Xì tay chuột. Tay chuột. Tay chuột. Hôm nay rất nhiều hồng hồng mai. Sơ bộ loanh quanh 1 triệu, rất nhiều, rất đẹp. Đây cái đồ này nhỉ. Ông này chắc cũng bằng tiền ông này. Này. Đấy bằng tiền nhau. Tiền. Hai ông tập võ này bằng nhau. Anh lại cứ đòi chịu khó đọc cái số cái, ông nào mới xem cũng biết, cũng chửi em. Số điện thoại là 0985837909. Trung Dâu. Trung Dâu nhá. Đây. Đang quay cạo mà cạo hết cả dâu không nhận ra. À, ừ đúng rồi, này sẽ nhủi quá. Ra lại tìm mà không phải ông này lại chết. Dạ. Quá. Đen thiếu ạ. Đen. Để cháu gọi nó ra chú hỏi. Không hỏi. Xuống ngắm. Ok rồi. Này mà độ mấy tháng trước 5 triệu làm sao mà mua được cái này. Đúng rồi. Mấy tháng trước nó phải 8 đến 10 triệu. Đây là nó đói. Đấy hôm nay phiên chợ mưa. Mưa gió. Vì thời tiết. Tùy tính ông này, ông thất thường lắm. Đúng rồi. Chứ ông Hùng này. Tuyền lấy con này thành tác phẩm đẹp đó. Rồi trả có tiền. Nợ ông tiền mấy triệu đã trả được. Quanh quanh. À con này mà làm cả thành tác phẩm. Đấy. Mà con này dễ làm, sạch sẽ rồi. Làm thành cái suối ở giữa. Hai ông đầu tư thay như này này. Ok. Tô cơ. Để sang